Xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu mọi người một chiếc máy bơm nước mini của Nhật Bản, thương hiệu Kosin. Một thương hiệu rất nổi tiếng, chuyên về các dòng máy bơm các bạn nhé. Kể cả như là máy bơm gia đình thì là sử dụng động cơ điện, hoặc là các máy bơm công trình lớn, nhỏ thì là hãng Kosin này đều làm một cái thương, đều có tất cả các sản phẩm để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Về cái thương hiệu này thì là nó rất là nổi tiếng. Đây các bạn nhé, Kosin Nhật Bản, máy bơm nước mini. Con này thì là nó sử dụng cái động cơ hai kỳ, động cơ khá là nhỏ gọn và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái củ bơm của nó cũng là của Kosin luôn. Thương mã của nó đây là 25S các bạn nhé. 20 năm đối với này, chúng ta hiểu với dòng máy bơm nó hay có chữ 2 năm ở cái đầu củ bơm này thì là nó có nghĩa là cái đường kính ống này, ống hút và ống xả này là 20 năm ly. Đấy. 25 ly là 1 inch. Đấy. Nó có một số thông số đây các bạn này. 110 lít trên 1 phút. Cao trình của nó là 35 mét các bạn nhé. Cả hút cả đẩy là 35 mét. Tổng trọng lượng của nó là 5 kg. Mã số của máy là 50701147. Nó có một cái chữ cảnh báo, đó là không được chạy khô. Có nghĩa là khi chúng ta không bơm nước ấy, không có nước ở trong cái bộ củ bơm này ấy, thì chúng ta không được ga mạnh các bạn nhé, chúng ta không được chạy máy. Bởi vì là chúng ta chạy máy thì là nó sẽ làm cho cháy mất cái phớt động cơ này, động cơ ở cái củ bơm này, làm cho nó bị hỏng thì là chúng ta sẽ phải thay thế cái đấy, thì nó rất là dở hơi. Cho nên là chúng ta phải đảm bảo được rằng là có nước ở trong đây. Chúng ta đổ nước mồi trong đây, trong đó chúng ta mới bơm cắt. Khi mà nếu như chúng ta lổ thử máy thì chúng ta không có nước, thì chúng ta lổ thử máy chúng ta chỉ để ga lên ti nhỏ thôi, và để ở trong một cái thời gian rất ngắn để chúng ta thử máy thôi, chứ không được để nổ máy trong thời gian dài thì nó sẽ làm cho nó hỏng máy đi. Nếu nó có các cái cảnh báo ở đây thì chúng ta nên tìm hiểu về những cái cảnh báo của nó. Nếu như chúng ta không biết chữ tiếng Anh hoặc không biết chữ tiếng Nhật thì chúng ta có thể là dùng cái Google dịch để chúng ta dịch ra những cái thông số đó. Các cái tem của nó thì vẫn còn nguyên. Cái củ bơm này thì là nó được bằng cái nhôm đúc như này, thì là nó để qua thời gian thì nó bị mốc meo một chút, nó oxy hóa nhôm ấy, nhưng mà nó không có vấn đề gì các bạn nhé. Chúng ta muốn sạch sẽ thì chúng ta chà bóng đi thì nó lại bóng mướt mượt luôn. Đây, chiếc máy này thì là mình mới về thì mình mới rửa qua cái bề ngoài của nó bằng xà phòng. Một số cái khe, cái kẽ này thì là nó do dính cái bùn đất ở bên Nhật Bản về thì là chưa có vệ sinh được sạch sẽ. Đây, chúng ta có thể thấy là bùn đất rất là nhiều. Đây, những cái khe kẽ này là còn đất còn dính, mình mới về vệ sinh qua thôi. Con này thì là sử dụng động cơ 2 kỳ 25cc. Nói chung là nó khá là ổn định để đáp ứng tốt cái nhu cầu cắt, nhu cầu bơm nước bình thường. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là một cái ống nước phi 20 năm mà nó cao trình của nó là 35 mét. Cả hút cả đẩy nó 35 mét thì nó khá là tốt. Chúng ta có thể là nó bơm lên một cái tòa nhà. Nếu như mà 35 mét thì chúng ta có thể đẩy lên một cái tòa nhà nó 7 tầng rồi các bạn nhé. Đấy, khá là cao, chúng ta có thể là đẩy nước được lên một cái tòa nhà 7 tầng. Chiếc máy bơm này rất là nhỏ gọn, dễ xách, tổng trọng lượng của nó có 5 kg. Chúng ta mua về để dự phòng trong nhà, ví dụ trường hợp là mất điện thì chúng ta nhà nào mà sử dụng nước máy mà áp lực nó không đủ để lên trên tầng ấy, thì chúng ta có dùng cái máy bơm này, chúng ta bơm ở cái đường ống nước máy để chúng ta bơm lên trên tét nước của chúng ta. Đấy, nó tiện. Hoặc là chúng ta có thể là bơm ở dưới giếng lên trên tét nước, hoặc là chúng ta tưới cây, tưới cối ở ngoài vườn, chúng ta bơm nước ao để tưới cây, tưới cối ngoài vườn, ngoài ruộng. Đấy, nó
rất là gọn nhẹ, chúng ta đi chúng ta xách đi rất là đơn giản. Sau đó chúng ta lắp thêm những cái cốt và những cái ống, đường ống hút và đường ống xả ra, chúng ta bơm tưới nước bình thường. Rất là ok, con này thì rất là tiết kiệm xăng bởi vì nó là động cơ 2 kỳ 25cc. Nó rất là tiết kiệm xăng luôn. Con này lại sử dụng chế của OnePro nữa. Rất là tiết kiệm xăng. Rồi sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy để cho các bạn tham khảo tiếng nổ của máy một chút. À, con này có bộ giật trợ lực các bạn nhá. Đấy, mình giới thiệu thêm một chút là con này nó có bộ giật trợ lực. Bộ giật trợ lực này chúng ta giật rất là nhẹ, rất là đã. Máy này thì mình mới cho anh em nó rửa và nó phụt bằng bơm vào thì nước nó sẽ vào ống xả này, khi mới cái lỗ thì là nó sẽ hơi khói một chút các bạn nhá. Khi nào nó xả hết phụt hết cái nước ở trong cái ống xả đi rồi nó sẽ hết khói. Máy bơm này là chưa có lắp nước cho nên là mình không ga mạnh được, ga mạnh là nó sẽ hỏng phớt. Đấy các bạn có thể là thấy được cái tiếng nổ của máy nó rất là êm, rất êm trầm ấm. Đây mình đổ ga thử tí này. Đấy, ga thử tí thôi không là nó hỏng bộ phớt. Đây là dở hơi biết bơi ngay. Chúng ta mua máy, chúng ta sử dụng máy này chúng ta phải rất là chú ý. Khi mà nhiều trường hợp là chúng ta thấy là nước nó bơm lên tầng mà nước chúng ta phải kiểm tra đầu ra chắc chắn được rằng là nó đang có nước ở lên nước xuống hoặc là nước trong đây thì là chúng ta mới ga mạnh nhé. Chúng ta cứ nghĩ rằng là nước đã đang lên rồi nhưng thực tế là nó không còn giọt nước nào trong đây cả mà chúng ta ga mạnh nên là một lúc là coi như là cháy mất cái phớt đấy nhé. Nó nóng quá nó cháy rồi, nó ma sát nóng quá nó không có nước làm mát thì nó sẽ cháy. Đấy là điều đương nhiên thôi. Một chiếc máy này rất là nhỏ gọn, tiện ích, tiện lợi. Giá của nó cũng rất là phải chăng. Giá thì mình sẽ ghi ở phần mô tả video. Số điện thoại mình ghi ở đó luôn. Bạn nào mà có cảm thấy ưng, có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ với mình qua cái số Zalo mà mình ghi ở phần mô tả đó. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.